chào cô bác, anh chị và các bạn. Đây mấy anh em cũng đi trao quà, dọc đường cũng ghé lại đây ăn nè. Rồi có quay phim lại. Hôm nay ăn phở với cơm sườn. Đây là quán ăn Lê Bé. Ăn nữa không Lâm? Ở đây cô đang làm cơm cơm sườn. Này mỗi dĩa như vậy là bao nhiêu tiền vậy con? 20 ngàn. Còn dĩa con cho nhỏ này thì cứ để ba cái dưa gì nghe vậy. Hôm nữa chờ cho hơn. Đi đâu? Sâu không sâu không ạ? Qua đây
đâu mở hoài vậy. Em cho hỏi là cái này phải là clip hay không phải vâng. Ồ, nào giờ em có clip không hoài anh ở đây uống cà phê thấy ngủ nhìn thấy quen quen. Anh mới mở cái clip cho anh coi những người nó của này. Thôi chúc ăn cơm xong đã còn anh uống cà phê nha.